Rồi đến mùa bẫy ong anh em nhé. Đây là vẫn bộ đồ nghề năm ngoái anh em bẫy đi bẫy nhá. Đây là lọ thuốc này. Bây giờ mình châm thêm thuốc vào để dụ ong đến nhá. Này cho anh em châm thuốc này. Đấy. Rồi ok. Rất nhiều. Đấy. Còn tay kia đang đập kìa. Được, cho đập, cho đập. Đây này, các bạn nhìn này, ong này, nhiều chưa? Đố nút cái mé kia vào. Hả? Cái chỗ ngồi. À đây à. Nhiều chưa? Bỏ hết ra ngoài này. Chỗ này để tươi mà ngâm rượu nhá. Đó. Ôi. Ong nào lại đốt cả chỗ. Bò lôm không gà này. Ôi một con bay mất rồi. À, tiếp tục vào đi. Quay ở dựng ngay cái chỗ góc em muốn thuốc lào ấy. Ui ra hết rồi. Mùa bấy ong đã đến các bạn nha. Hôm nay trời nắng đẹp, ong ra rất nhiều. Rất nhiều luôn. Ui dồi, khéo đốt. Cái đèn đâu này? Ui dồi. Nhiều quá trời luôn. Xạ cánh rồi. Đây, ra cho xem tận túi luôn. Kẹp túi vào nào. Được chưa? Được 3 cái. Hôm nay là buổi đầu tiên ra quân đó nhá. Rất nhiều ong. Nắng lên ra rất nhiều nhỉ. Nắng quay này ra. Ôi. Kìa đằng trước đến đẩy kìa, đấy. Một đàn đang dẫn nhau đến, nối đuôi nhau. Đấy, 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 đấy. Nhiều. Nhưng mà thuốc này nó vẫn lấy đốt thuốc nó vẫn đến, nó lao vào mầm này nó vẫn dính nhỉ. Tiếp tục một đàn đang đến này. Ôi trời, cái chả được con nào. Mai vẫn đánh chỗ này nó có. Tối lại đẻ ở đây. Ui, lớp này đến nó nhiều kìa đằng trước kìa. Đấy,